Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Đạo diễn phim Khát vọng sống qua đời, Hội điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh thông tin đạo diễn Lê Hữu Lương đã từ trần vào lúc 8 giờ sáng, hưởng thọ 68 tuổi. Được biết, đạo diễn Lê Hữu Lương, sinh năm 1952, qua đời sau một khoảng thời gian chống chọi căn bệnh ung thư thực quản. Ông là một trong những gương mặt tài hoa của làng phim miền Nam nhiều thập niên qua. Liên hệ với phía gia đình, con trai ông là Lê Hữu Thành đã xác nhận về thông tin này. Anh cho biết sự ra đi quá đột ngột, gia đình vẫn đang gấp rút chuẩn bị hậu sự cho ông. Lễ viếng sẽ được tổ chức ở nhà riêng. Đáng chú ý, vì tình hình dịch diễn biến phức tạp nên phía gia đình ông cho biết chỉ là quàn một ngày. Linh cữu đạo diễn sẽ được đưa đi hỏa táng ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè tỏ ra bàng hoàng trước sự ra đi của đạo diễn Lê Hữu Lương. Đạo diễn Nguyễn Phương Điền chia sẻ, thành kính vinh ưu thêm một người anh nữa ra đi. Đạo diễn Trần Cảnh Đôn để lại dòng chia sẻ, vô cùng thương tiếc, xin kính vĩnh biệt chú. Ốc Thanh Vân để lại bình luận, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc viết, xin chia buồn cùng gia đình. Đạo diễn Lê Hữu Lương sinh năm 1952. Năm 91, ông gây tiếng vang với Tấm Cám, phim cổ trang có dàn diễn viên nổi tiếng Diễm Hương, Thái Gian, Vân Anh và Kim Xuân. Ông tiếp tục làm đạo diễn cho các phim Ngọn Đèn Bốn Mặt, Tiếng Dương Cầm Trong Mưa, Có Một Tình Yêu Như Thế, Trái Tim Người Mẹ. Năm 2005, phim truyền hình Khát Vọng Sống của ông được chiếu trên khung giờ vàng của Đài Truyền hình Việt Nam. Ông từng giữ chức phó giám đốc hãng phim Giải Phóng.